Bây giờ tới bài kế là Thượng Thừa Tam Học Khuyến Chúng Phổ Thuyết. Đọc chữ Hán trước. Thượng Thừa Tam Học Khuyến Chúng Phổ Thuyết. Phù học Phật chi lưu, tiên tu kiến tánh, kiến tánh giả phi vị, hữu khả kiến chi vệ chi. Vị kiến nải kiến vô khả kiến xứ như kiến chi, cố kiến kiến phi kiến, tắc chân tánh hiện. Tánh kiến vô sanh, tắc sanh kiến phi hữu, phi hữu tánh thật, nhi thật kiến bất thiên, cố danh chân thật kiến tánh giả. Kiến tánh chi hậu, kiên trì tịnh giới, vân hà tịnh giới, dĩ thập nhị thời trung, ngoại tức chư duyên, nội tâm vô xuyển, tâm vô xuyển động, cảnh đáo như nhàn, nhãn bất vi thức, sở duyên xuất, thức bất vi cảnh, sở duyên nhập, xuất nhập bất giao, cố danh chế chỉ. Tuy danh chế chỉ, phi chỉ chỉ cố, cố tri nhĩ tỷ thiệt thân ý, diệt thục như thị, thị danh đại thừa giới, thị danh vô thượng giới, diệt danh vô đẳng đẳng giới, thử tịnh giới giả. Tuy tiểu tăng dĩ chí đại tăng, giai khả trụ trì, nhân trì đắc giới, kiên sát bất giao, thứ nải tập thiền, thân tâm câu xả, thả thiền định chí yếu, tiên định kỳ tâm, thường tự tư duy, thân tùng hà lai, tâm tùng hà đắc, tâm bất khả đắc, hà sở đắc thân, thân tâm câu vô, pháp tùng hà hữu, pháp phi thật hữu, vô hữu hữu cố, hữu phi hữu hữu, hữu hữu hà hữu, hữu hữu dĩ vô, vô hữu hữu pháp, pháp pháp bất pháp, pháp pháp hà y, vô cứ vô y, pháp phi pháp pháp, thử pháp phi thật, diệt phi bất thật, đắc thật pháp chứng, năng chứng nhập thiền, tu tập thiền định, bất trước công dụng, dụng vô khả dụng, danh thượng thừa thiền, ngoại tham thoại đầu, vô sử gián đoạn, miên mật tương liên, diệt vô phùng há, diệt bất điên đảo, diệt bất trạo cử, diệt bất trầm hôn, hoạt pháp pháp để, như bàn tẩu châu, quang quýnh quýnh để, như đài phóng cảnh, đáo giá điền địa, hành giả đắc, trụ giả đắc, tọa giả đắc, ngoại giả đắc, ngữ giả đắc, mặt giả đắc, hà xứ bất vi chi đắc, ký nhậm ma đắc, nhiên hậu đề tư, tam quan ngộ cú, tam quyền tam yếu, ngũ vị thiên lượng, tứ liệu giảng, tứ thân chủ, tứ chiêu dụng đẳng, chư thiền tổ chi cơ quan, thách xuyên bát quyệt, đã cứ đã lai, chân nguyên thấu triệt, phương năng tá đăng vương, chi pháp tòa, niêm thố giác, bỉnh quy mau, qua pháp nhất hồi, nhiệt mạng tứ chúng, thủy khả chánh nhậm ma thời, tiện pháp vô thượng diệu huệ, chiếu trạc vô phương, ư tứ lượng tâm, tứ niệm xứ, tứ vô quý, bát chánh đạo,
Phật thập lịch, thập bát bất cẩm pháp, nải chí bát vạn tứ thiên đà la ni môn, trần trần sát sát, nhất thiết chư tam muội môn, giai tùng tự kỷ lưu xuất, nhất nhất cụ túc, huệ ký cụ túc, thí giữ chúng sanh, nguyện lực vô cùng, giác tự giác tha, tứ sanh cửu loại, nhất thiết phổ chiêm, cái huệ nhi bất đắc định giả, du danh càng huệ, định nhi bất đắc huệ giả, diệt danh si thiền, cái thiền hữu ngũ đẳng, nhất phẩm khu, nhị ngoại đạo, tam tiểu thừa, tứ đại thừa, ngũ thượng thừa, thử sở vị thiền giả, nải thượng thừa chi thiền giả, tự tỳ lô giá na, kinh lịch bất khả thuyết, bất khả thuyết, kiếp số, đại vô Thích Ca Mâu Ni, truyền hạ Tây Thiên, nhị thập bát tổ, đông độ lục tổ, tổ tổ thọ thủ, chí vô dương dương yên, số chi bất tận, giai do thử giới, thử định, thử huệ, di đắc chứng ngộ, phi hữu như giả, chư tiểu tử, ký nhập tùng lâm, nhược nhất tử địa, đồ hoa nhi, dĩ cầu danh dự, bất phục tham thủ để sức, na cá thị chư Phật tổ, hạ thủ xứ, na cá thị dị thừa, ngoại đạo dụng tâm xứ, đồ tự nhật lai nguyệt vãng, dịch tha cầu, nhất đáng bất quý, tương nại chi hà, na thị an thanh lập mạng xứ đế, thả tam thiên quay nghi, bát vạn tế hạnh, vô nhất thu hào, quy tự dĩ phân, tha nhật diêm la vương, tết bất phóng nhữ tại, nhĩ hà bất phản tự tư, vật dĩ mộng trung sự vi ngôn, bác vô nhân quả, mang mang đảng đảng, chiêu ương quả, phi di quy thế tâm ngôn, diệt ngải đốt tàn chánh pháp, y ngô mạc như chi hà giả dĩ. Và khi nãy thì dễ mà Ngài nhắc nhở mình tu với làm cái bổn phận người tu. Còn bài này thì đúng ra là đi thẳng vào cái thiền tông, cho nên nó hơi khó. Quý vị ráng chú tâm nghe cho kỹ. Khuyên chúng thượng thừa tam học. Tam học là giới định tuệ, mà giới định tuệ của thượng thừa, chứ không phải giới định tuệ theo cái thông thường của nhị thừa hay là của những cái hàng Phật kêu bằng Bồ Tát thừa cũng vậy, mà cái này là thượng thừa. Là người học Phật trước phải thấy tánh, thì giống như lục tổ nói cốt là phải chiếu tánh. Thấy tánh không phải có tánh bị thấy. Nói thấy là thấy chỗ không thể thấy mà thấy vậy. Cho nên nói thấy, thấy không phải thấy, thì trên tánh hiện. Tánh thấy là vô sanh, sanh thấy thì chẳng phải có. Chẳng có cái tánh thật, mà thấy thật không dời đổi. Thế nên gọi là chân thật thấy tánh. Này giải thấy tánh, dễ hiểu chưa? Thì ở đây tôi nhắc cho thật kỹ cho quý vị thầm hiểu, thầm nhận. Nói phàm người học đạo, mà nhất là
cái đạo Phật chuyên về thượng thừa thiền này thì cốt phải thấy tánh, tức là kiến tánh. Mà thấy tánh không phải có tánh bị thấy. Nhớ, thấy tánh mà không có cái tánh bị thấy, cái chỗ đó là cái chỗ hết sức là đáng chú ý. Mình cứ bị kẹt chữ thấy tánh. Tôi thí dụ cuốn sách thì nói thấy cuốn sách, thì cuốn sách ở đâu? Nó ở ngoài, mà nó là cái bị thấy. Mà cái hay thấy là mình thấy được cuốn sách, thì cuốn sách là cái bị thấy. Như vậy cuốn sách là bị thấy, thì cuốn sách và mình là một hay là hai? Như vậy là cuốn sách ngoài mình. Mà mình nói mình thấy tánh là tánh đó là mình hay tánh đó là của ai? Mà tánh của mình làm sao mình thấy? Đó là một vấn đề mà nếu mà không có khéo thì chúng ta dễ bị lầm lẫn. Nghe nói thấy tánh là mình ngỡ rằng mình tu để mình thấy tánh của mình, mà tánh của mình là cái gì ở ngoài mình để mình thấy. Thì như vậy mình muốn thấy tánh là cái tánh bị thấy, và mình là cái hay thấy. Như vậy cái bị thấy là mình, hay là cái hay thấy là mình? Cái nào là mình? Cái bị thấy không bao giờ là mình được, phải không? Còn cái hay thấy mới là mình. Mà hay thấy là mình thì nó thấy tánh là thấy ai? Mình thấy mình được không? Con mắt của tôi thấy là thấy người, thấy vật ở ngoài tôi, chứ tôi không thấy con mắt tôi, phải không? Hay nói cái khác là tôi không thấy cái hay thấy của tôi. Như vậy thì nói thấy cái tánh là cái mình đó, là cái chuyện nó là thế nào? Tôi thường ví dụ, nếu quý vị nào khéo sáng một chút thì thấy tất cả sự vật ở bên ngoài. Mà nếu con mắt tôi nó bệnh thì tôi không thấy được sự vật. Mà khi nào con mắt tôi nó mạnh, tôi nhìn tôi thấy tất cả sự vật. Khi thấy tất cả sự vật thì có người hỏi con mắt tôi là sáng hay là tối, thì tôi trả lời sao? Con mắt tôi sáng. Nó tại sao thầy biết con mắt thầy sáng? Trả lời sao? Vì tôi thấy tất cả cái bên ngoài. Bởi tôi thấy tất cả bên ngoài cho nên tôi biết mắt tôi là sáng. Mà tôi khẳng định con mắt tôi là sáng, phải không? Tôi khẳng định như vậy không chút nghi ngờ. Thì như vậy cái khẳng định đó, từ ngữ này thật gọi là kiến. Bởi vì nếu mình con mắt mờ mờ hoặc là mù, nghe cả người nói ở trên cái bình hoa hay cái dĩa hoa có hoa hồng đỏ, có hoa hồng tím, vân vân, mà mình con mắt mờ mờ không thấy rõ, thì có người hỏi thầy hay là cô có phải thấy ở trên cái bàn giảng của thầy có trong cái dĩa có hoa hồng đỏ, hoa hồng tím, phải không? Thì mình trả lời sao? Tôi chưa thấy thì mình còn ngờ, không biết phải không nữa, mình đâu có thấy. Còn nếu mình thấy rõ thì nói sao? Nó phải, khẳng định là phải. Thì cái mình khẳng định là cái mắt mình thấy. Còn mắt chưa thấy thì chưa dám khẳng định, phải không? Thì bây giờ mình khẳng định là mình có mắt sáng, thì tức là mình thấy mắt sáng mình đến. Phải cái đó không? Chứ không phải mình thấy được cái mắt sáng, mà mình khẳng định cái mắt mình sáng là như mình thấy cái mắt mình sáng vậy. Thành cái chữ thấy đó là một cái nhận,
khẳng định không ngờ, ngờ được gì hết đó. Thì chữ kiến tánh này cũng vậy, mình nhận nơi mình có cái tánh tri giác bất di bất dịch, bất sanh bất diệt, nhận rõ không ngờ được chút nào hết, thì gọi đó là kiến tánh, chứ không phải thấy được cái tánh của mình. Cho nên nhiều người cứ mắc kẹt chữ kiến tánh, cứ nghĩ kiến tánh là thấy tánh mình, mà tánh mình mà mình thấy thì vô lý. Nếu tánh mình thì ai thấy chứ mình không thấy, còn mình thấy thì thấy tánh của ai chứ không thấy tánh mình. Thì như vậy cho nên nói kiến tánh, tức là trong đây Ngài nói rất rõ, thấy tánh không phải có tánh bị thấy. Nhớ gì đó, không phải có cái tánh bị thấy. Nói thấy là thấy chỗ không thể thấy mà thấy. Cái tánh đó là cái mình không thể thấy, nhưng mà nói thấy là tại vì mình nhận rõ, không nghi ngờ nữa, cho nên nó là thấy. Mấy cái chỗ này tôi nói là rất là khó, mà quý vị nào khéo thì nhận nó ra. Mà cái không thể thấy mà thấy á, cho nên nói thấy, thấy không phải thấy, thì trên tánh hiện. Bởi vì thấy mà không thể thấy, vì nó không phải là cái hình tướng, là sự vật, cho nên không thể thấy. Nhưng mà mình nhận được cái hiện hữu của nó, không nghi ngờ, thì gọi đó là thấy. Nhớ đến cái chỗ đó, chỗ đó. Tánh thấy là vô sanh, cái tánh đó là không sanh không diệt. Mà sanh thấy thì chẳng phải có, nếu vừa khởi thấy, thấy nó là cái đó không phải nó rồi, cho nên không thể có, chẳng phải có. Chẳng có cái tánh thật, bởi vì ở ngoài nó không có tánh thật, mà thấy thật không giờ đổi. Ở ngoài nó không có tánh thật, nhưng mà cái nhận ra cái thật đó, cái nhận đó, cái thật mà mình nhận được đó, cái thật đó nó không có giờ đổi, nó bất sanh bất diệt. Nên gọi, thế nên gọi là chân thật thấy tánh. Chân thật thấy tánh là vậy. Mở đầu nội cái thấy tánh là quý vị cũng đã mệt rồi, thấy không? Rồi còn thấy mấy cái đoạn dưới nữa. Sau khi thấy tánh, mình nhận ra bản tánh rồi, mới tu cái này. Quý vị nhớ, cho nên nhiều khi dạy tu thì dạy là dạy chung. Có người thì nhận được bản tánh, có người thì chưa nhận được, nhưng mà luôn luôn ở trong chúng thì làm cái gì thì cũng bắt phải làm chung. Cho nên đoạn này lý đáng thì phải sau khi thấy tánh rồi thì phải gìn giữ giới cho thanh tịnh. Giữ giới thanh tịnh bằng cách nào? Thế nào là giới thanh tịnh? Nghĩa là trong 12 giờ ngoài dứt các duyên, trăm tâm không loạn. Nhận được bản tánh rồi thì ngoài dứt các duyên, trăm tâm không loạn. Vì tâm không loạn đạo nên cảnh đến vẫn an nhàn. Nghĩa vì tâm không loạn đạo cho nên cảnh đến vẫn an nhàn. Cảnh đến là cảnh nào? Cảnh đến là cảnh gì? Nghĩa là vì tâm mình không loạn động, cho nên mắt thấy những sắc đẹp mà mình cũng vẫn an nhàn. Tai nghe tiếng khen, tiếng chê, mình vẫn an nhàn. Phải không? Tất cả những cái gì nó đến với mình đều không soi xuyến, thì gọi là vẫn an nhàn. Đó. Cho nên cụ thể, mắt không vì cái sở duyên của thức mà chảy ra. Thức không vì cái sở duyên của cảnh mà chung vào. Cái này nó không chạy ra, cũng không bị chung vào. Thì quý vị thấy, khi mà con mắt mình, tôi nói thí dụ chứ cần trong chúng không có. Có ai đó mang chiếc đồng hồ quý đẹp đi tới khoe với chúng, nói tôi có chiếc đồng hồ đẹp quá, quý cô, quý thầy coi. Thì thấy chiếc đồng hồ đẹp quý của họ đưa ra, thì lúc đó con mắt mình thấy, thì cái chiếc đồng hồ là cảnh. Con mắt mình thấy đồng hồ,
mà cái thức không gì con mắt thấy chiếc đồng hồ mà nó chạy ra. Rồi cái chiếc đồng hồ đã đó, nó không có chung vào mắt mình. Cho nên ở không không chạy ra mà không chung vào. Cho nên rồi cái đồng hồ đã họ đưa mà tâm mình vẫn an nhàn. Còn nếu nó chạy ra và chung vào thì sao? Thì thấm tắc khen cha đồng hồ đẹp quá, quý quá, phải không? Vừa đẹp vừa quý rồi thì lát nữa người ta đem đồng hồ về ngồi đây thì nhớ cha chiếc đồng hồ đã mua bao nhiêu, phải không? Giá trị thế nào thì như vậy, bao nhiêu cái nó làm cho nó sao động. Còn nếu mà mình chiếc đồng hồ quý để trước mắt mà thích không theo con mắt để duyên cái đồng hồ, rồi cái đồng hồ quý nó không để con mắt không để chỗ hở cho nó chung vô thì nó không vô, ngoài không, trong không ra, ngoài không vào, thì tâm mình nó sao? Nó an nhiên, nó nhàn hạ. Còn có ra, có vào thì nó bất an. Bây giờ hỏi tất cả quý vị ở đây gặp cảnh đó có ra có vào không? Có ra vào không? Nhưng mà giả sử giả sử có cái đó thì có ra vào không? Bởi vậy nên tôi nói tôi làm cái duyên cho quý vị tu đó, nhờ không có được đeo đồng hồ, cái đồng hồ đẹp đưa cũng phải thường, quý vị có được cũng đâu có mang, mà phải nghĩ thôi kể đồng hồ nhìn thôi, không thành ra không thành vào gì hết. Còn nếu mà được cho phép đeo đồng hồ, thấy không, mà đang đeo cái đồng hồ xấu, nè, ta đem đồng hồ tốt, ta khoe vậy thì có ra có vào không? Đó, quý vị mới thấy giá trị của cái hoàn cảnh cho quý vị tu đó. Chứ còn không thì quý vị cứ nghĩ tại sao thầy không cho mình mang gì hết, có đồng hồ mình coi giờ làm việc cũng dễ. Bởi vì có thì nó kẹt, có thì đồng hồ tốt, đồng hồ xấu, đồng hồ giá trị thấp, đồng hồ giá trị cao, đủ thứ hết. Cho nên thấy cái gì mà nó hơi đẹp hơn, giá trị hơn thì mình có chú tâm, mà chú tâm thì nó đuổi theo. Còn này thấy mình không có phần, bởi không có phần cho nên không cần lưu tâm, bởi không cần lưu tâm cho nên thích không gì có mắt mà chạy ra, thấy không? Rồi cái đồng hồ đó gì mình không lưu tâm cho nên nó cũng không có chỗ chèn vặn, ra vào nó không có, cho nên người ta đưa đồng hồ trước mắt mình mà đi rồi an nhiên, không có dính dáng gì hết. Thấy hay của sự tu chưa? Mà hay đó nhờ ai? Đó thì quý vị mới thấy người lớn có trách nhiệm lo cho người nhỏ tu là chỗ đó đó. Chứ đừng có nghĩ rằng tại sao khó, đâu phải khó. Chính vì muốn cho sự tu có kết quả, hiểu cho thiệt tường tận mấy cái lẽ này thì quý vị mới thấy cái giá trị. Mắt không vì sở duyên của thức mà chạy ra, thiết không vì cái sở duyên của cảnh mà chung vào, ra vào không giao thiệp, nên gọi là ngăn chặn. Ở trong kia tôi nói dình, ngăn dình thì nó yếu hơn ngăn chặn, thấy không? Vì vậy nên ở đây tôi sửa là chặn cho nó mạnh trước. Tuy nói ngăn chặn mà không phải ngăn chặn, đâu có gì ngăn chặn, thấy không? Tại vì mình không có cần thiết, nó không phải cái nhu cầu của mình thì thấy mình có lên đó, có ngăn chặn gì đâu. Rồi tới tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng như thế đó. Nghĩa là từ cái con mắt rồi nghiệm qua tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng như thế. Đó gọi là giới đại thừa, là giới vô thượng, cũng gọi là giới vô đẳng đẳng. Tịnh giới này đủ dù là tiểu tăng cho đến bậc đại tăng đều phải gìn giữ. Như vậy thì cái giới đại thừa là như vậy đó, tiểu tăng đại tăng gì cũng phải giữ hết. Giới vô thượng tức là cái giới không gì hơn, vô đẳng đẳng thì không có gì sánh bằng. Đây là chỉ cho cái giới tuyệt, giới tột đỉnh đó. Như vậy thì chúng ta giữ giới, nghĩ gì? Giới định tuệ, giới là đầu, mà giới đối với cái người tu thiền là giới ở chỗ này, giới ở sáu căn, phải không?
mắt, tai, mũi, lưỡi đối sáu trần, không cho chạy ra, không cho chung vào, phải không? Sáu căn giữ, không có bị thức duyên ra, cảnh chui vào. Như vậy đó là giữ giới. Thì giữ giới đó mới gọi là cái giới vô thượng, cái giới vô đẳng đẳng. Vô thượng là không còn gì hơn, vô đẳng đẳng không có gì mà so bằng. Đó. Thì như vậy, cái người biết tu thì phải giữ cái giới đó, hằng ngày giữ cái giới đó. Đó là cái phần thứ nhất. Rồi kế, nhân giữ giới vững chắc không động. Đó, giữ giới vững chắc không động. Bởi vì tất cả quý vị biết cái giới này là thượng thừa, là vô đẳng đẳng, nhưng mà khó giữ, cho nên tối nào cũng bắt quý vị sám hối. Sám hối cái gì? Sáu cái căn đó, nghĩa là đừng cho nó chạy ra, đừng cho nó chung vào đó, phải không? Sám hối sao mà thuần thục. Ở đây tôi nghe có một hai vị nói cũng hay hay. Đấy, ví dụ như con mắt vừa thấy cái gì đẹp đẹp, cái nhớ đấy, cái sám hối về con mắt làm sao? Rồi nghe cái gì mà hơi trái tai chút, nó hơi khó chịu, thì nhớ cái sám hối lỗ tai làm sao? Nhờ vậy mà cứ sám hối làm sao nó thuần thục, vừa động tới cái đó thì nhớ liền. Động tới lỗ tai thì nhớ lỗ tai, động lỗ mũi nhớ lỗ mũi, động tới cái thân thì nhớ thân. Nghĩa là trong đó mình giữ, ngăn chặn, không cho trong ngoài nó chạy ra vào, thì đó là cái giới thanh tịnh. Mà giới đó là cái giới của cái người tu thượng thừa đó. Nhân giữ giới vững chắc không động, kế đó mới tập thiền. Cái yếu chỉ của thiền định là thân tâm đều xả. Đây là nói mình tu thiền, mà cái yếu chỉ của thiền á, thì thân tâm đều xả. Chữ này có thể quý vị hiểu lầm. Thân tâm đều xả, bây giờ vừa giới niệm mình buông thì nói tâm mình xả, dễ hiểu rồi. Nhưng thân xả là xả làm sao? Kiếm ít điều thuốc ngủ uống cho nó chết luôn, gọi là xả thân, thấy không? Cái đó là không phải. Nghĩa là xả thân nghĩa là tất cả cái gì mà phần thân thụ hưởng, thân được nuôi, được bảo bọc đó, mình đều không có bị nó làm cho đấm trước. Đấm trước có nghĩa là xả. Không đấm trước tức là xả, chứ không phải xả thân tức là bỏ cái thân này. Nếu bỏ thân này thì nó chết mất, còn đâu mà tu. Cho nên nói xả thân có nghĩa là xả tất cả cái nhu cầu mà nó đòi hỏi quá đáng đó, mình phải xả, đừng cho nó dính mắt. Và mình phải thấy nó là cái thân tạm, cái thân giả dối, để đừng có luyến, đừng có ái, mà cố giữ gìn nó cho được sống dài, sống lâu. Mà mình phải dùng nó trong những cái điều lợi ích cho đạo, lợi ích cho chúng sinh. Thì như vậy gọi là xả thân, rồi xả tâm. À, bây giờ mới đi sau. Trước tập định tâm. À, bây giờ nói muốn tâm mình định thì phải sao? Thường tự suy xét thân này từ đâu mà đến, tâm này từ đâu mà có. Mình phải tự vấn lấy mình rằng thân từ đâu mà đến, hay là tâm từ đâu mà có. Luôn luôn mình đặt câu hỏi này: thân này từ đâu mà đến, tâm này từ đâu mà có.
Mình đặt câu hỏi đó để làm chi? Để rồi mình phân tích, mình tìm cho ra manh mối. Thân này từ đâu mà đến, tâm này từ đâu mà có. Đó, bây giờ mới chỉ cho mình giải thích. Tâm không thật có thì đâu, từ đâu có thân? Nghĩa là khi mình đặt câu hỏi tâm này từ đâu mà có, thì quý vị nghĩ nói tâm đây tức là chỉ cho cái tâm vọng tưởng. Mình tìm cái tâm vọng tưởng từ đâu mà ra? Tìm cho kỹ thì tâm vọng tưởng nó không có, phải không? Nhưng tìm cho tới nơi, đến chốn thì nó là không. Cho nên mới nói tâm không thật có thì từ đâu có thân? Bởi vì con người sống là thân và tâm. Thân là hình chất, hình thức, vật chất. Tâm là chỉ phần tinh thần, phần hiểu biết. Như vậy thì cái phần tinh thần hiểu biết tìm ra tận cùng thì nó không có hình tướng, không có chỗ nơi, là không thực có. Mà tâm đã không thực có thì cái thân vật chất này nó có thực có được không? Như vậy thì nếu mình tìm cho kỹ thì thân vật chất này nó cũng không thực. Cho nên thân tâm đều không thì pháp từ đâu mà có? Như vậy thì trước quán tâm để tìm cho kỹ tâm không thật, rồi kế quán thân xét cho tường tận thì thân cũng không thật, thì đúng là chiếu kiến ngũ uẩn vậy không á? Ngũ uẩn thì có cả thân và tâm. Nhưng bây giờ thân tâm thấy không thiệt rồi, sự vật ngoài mình nó thiệt hay không? Đó là pháp. Thân tâm đều không thì pháp từ đâu mà có? Nếu thân không thiệt, tâm không thiệt thì cái bàn này thiệt không? Vì cái bàn này nó cũng là từ thân tâm mà tạo nên. Như vậy thì thân không thiệt, tâm không thiệt thì cái bàn cũng không thiệt. Hay là mình nói một cách gọn hơn, dễ thấy hơn, thân duyên hợp, tâm duyên hợp đều không thiệt, thì sự vật bên ngoài cũng là duyên hợp. Duyên hợp thì cũng đều là không thiệt. Như vậy thì thân không thiệt, tâm không thiệt, sự vật không thiệt. Thường thấy như vậy thì có tu chưa? Có tu chưa? Sở dĩ ngày nay chúng ta tu mà è ạch, mà chạm tới té lui là tại cái gì? Tại thấy thân thiệt, thấy tâm thiệt, rồi thấy cảnh thiệt. Cho nên rồi cứ như vậy mà khổ sở, ít ngày thì sám hối, ít ngày thì khóc lên khóc xuống, là tại mấy cái thiệt đó, phải không? Chứ nếu mà thấy thân không thiệt, tâm không thiệt, cảnh không thiệt thì còn cái gì nữa mà bận biểu, mà dính mắt? Đó, cho nên Ngài nói rõ ba cái đó đều không thiệt. Pháp không thật có. Đó, đây nhé, pháp tức là sự vật á, nó không thật có. Vì không có cái có thì cái có đó, cái có đó từ đâu mà có? Đó, pháp đó không thật có. Ví dụ giờ mình nói cái bàn không thật có, cái nhà không thật có, kể cả cái núi cái sông cũng không thật có, thì cái tất cả cái mà ta nói có đó, bây giờ xét cho kỹ thì đều không thật có. Mà không thật có thì cái có đó từ đâu mà có? Đều là duyên hợp thì không thiệt hết. Cái có đó đã không, nó bị cái có mà mình thấy trước mắt mình đó đều là không thật, thì không có cái pháp có. Thì như vậy cái mà thế gian nói có đó đều là không thật có, không có pháp nào là thật có hết. Mỗi pháp chẳng phải pháp, thì mỗi pháp nương vào đâu? Thì mỗi cái, mỗi vật nó đã không thật, thì không thật thì nó nương vào đâu mà gọi là có cái này, là có cái kia? Không có chỗ dựa nương thì pháp không phải mỗi pháp. Mà đã không có chỗ nương thật thì mỗi sự vật đều là không thật hết. Không có cái gì gọi là cái này là thật. Ví dụ đây là cái cuốn sách, kia là cái đồng hồ, cái gì cũng thiệt, không phải. Nghĩa là mỗi pháp đều không có chỗ nương thì mỗi pháp đều là không thật.
À, cho nên pháp không phải mỗi pháp, tức là cái tất cả sự vật mà hiện thấy, hiện biết đều không có cái gì thật. Pháp này không thật thì cũng không cũng chẳng phải không thật. À, sự vật hiện hữu tức là không thật, nhưng mà cũng chẳng phải không thật. Tại sao vậy? Đứng về giả tướng duyên hợp thì nó là không thật, nhưng mà cái thực tánh hay là cái tánh không của tất cả pháp nó đâu phải là không. À, bởi vậy nên chứng được thật pháp mới hay chứng nhập thiền. Như vậy thì thấy tất cả pháp là không, không thực, tánh nó là không, duyên hợp và hư giả. Như vậy mình thấy được cái tánh không đó rồi thì mới đi tới cái chỗ chứng nhập thiền. Thì cái chỗ này quý vị nhớ cái câu chuyện hết sức là đơn giản mà nhắc tới nhắc luôn rất bao nhiêu lần. Một vị thiền sư gì nói trước khi chưa gặp Thiện Hữu Tri Thức, thấy núi sông là núi sông duy gì, duy tính ngài Duy Tính Đời Tống thì nói rằng trước khi gặp thiện hữu Tri Thức, tôi thấy núi sông là núi sông. Đó. Rồi sau khi gặp thiện hữu Tri Thức, tôi thấy núi sông không phải là núi sông. Đó là pháp không phải pháp, phải không? Mà pháp không phải pháp cho tới thuần thục thì đến cuối cùng thấy núi sông là núi sông. Núi sông là núi sông, tức là thấy pháp nó không có thật, do duyên hợp tự tánh là không, tức là đạt được tánh không của tất cả pháp, không còn bận tâm so đo nghĩ tính pháp này là có, pháp kia là không, pháp này là đẹp, pháp kia là xấu gì nữa hết. Thì tới cái tâm không còn so đo nghĩ tính, hoàn toàn thanh tịnh, thì đó là nhập thiền. Và khi nhập thiền rồi thì núi sông là núi sông. Phải 30 năm, phải 30 năm như vậy, chứ còn không phải 5 tháng, 7 tháng, 3 năm, 4 năm gì đâu, phải 30 năm. Thì quý vị nghĩ tu mà khi nào nhìn mọi sự mọi vật đều không có cái thực tánh, tánh là không, duyên hợp, giả, hư giả. Nếu mà thấy ngàn món đồ, trăm món vật, cái nào người ta quảng cáo cái này đẹp, cái kia gì gì đó, quảng cáo đủ thứ hết, mà dưới cái mắt mình thấy tánh nó là không, duyên hợp là hư giả, thì người ta quảng cáo mấy mình có bận tâm không? Bởi mình chưa có thấy được tánh không, hư giả, cho nên nghe người ta quảng cáo hồi cái bị hấp dẫn, phải không? À, đó. Thì như vậy mới thấy rằng phải thâm, phải nhập được cái lý bát nhã rồi mới nhập được thiền. Bởi vì thiền là đối cảnh vô tâm, phải không? Là không ra không vào. Mà muốn không ra không vào thì sự vật không còn hấp dẫn mình được thì mới không ra không vào. Còn nếu sự vật còn hấp dẫn thì nhất định phải ra phải vào. Bây giờ chừng nào có ai đi đâu lâu lâu về đem cái gì thiệt đẹp về khoe với chúng, mà mọi người nhìn thấy thì cười cái thôi, không thèm nói, không bàn tán gì hết á, phải không? Chừng đó thì khả dĩ khả dĩ thấm rồi đó. Còn nếu mà thấy cái gì mới, cái gì đẹp vừa khoe cái thì tu lại rồi coi rồi tán thôi được hết á, thì cái đó là sao? Cái đó thì bọn chưa có thấm, chưa có nhập nổi thiền. Mấy chú có thể vậy chưa? Đừng nói cái gì lạ. Thì giả sử có ai đó đi đâu xa về đem một món đồ, thí dụ
như là một cái tấm ảnh hay là một chiếc đồng hồ quý về về đưa ra đây, cái này thiệt đẹp, mấy người đã thấy đẹp chưa, nó đẹp à, thôi giờ tôi cho thiện lưu tăng đường một, cái tăng đường hai buồn không? Thiệt đẹp cho bên này không cho bên kia thì có buồn không? Nhưng chút rồi đó thì thấy nó cũng phải dính chút chút rồi, đó là chung thôi đó, chưa phải riêng. Còn nếu mà cái gì thiệt đẹp mà chỉ kêu người này cho, mấy người kia không cho thì tự nhiên trở về thì mỗi người có mỗi cái bàn nghĩ khác nhau. Đó là để thấy cái dính với cái không dính, nhìn trên đó thì mình biết ngay mình. Cho nên cái tu nó phải là cẩn thận, muốn bước vào được cảnh giới thiền thì trước phải thấu suốt được cái lý tắc nhãn. Chứ còn không có thấu suốt lý tắc nhãn mà muốn vào thiền thì khó. Mà muốn thấu suốt lý tắc nhãn thì phải sao? Thành, tâm, cảnh và cái không thiệt hết. Phải không? Bây giờ nếu thanh không thiệt thì có ai chê mình sao lùng quá, buồn không? Lùng là cái giả tướng mà thiệt, thấy không? Nếu thanh không thiệt mà ai chê mình đen quá, buồn không? Có cái giả tướng đen cũng nó mà lùng cũng nó, có gì đâu, cao cũng là giả tướng mà lùng cũng giả tướng, đen là giả tướng mà trắng là giả tướng, nó nhiều quan trọng đó, phải không? Mình thấy rõ ràng như vậy rồi thì bản thân mình bị cái cảnh khen chê mình cũng không có đồng, phải không? Rồi người khác được ở cái cảnh đẹp, cảnh xấu đối với mình cũng không động. Thì như vậy, trong mình không động về phần mình, ngoài không động đối với người. Rồi tâm không chấp, tâm nó đã không thiệt thì nói huynh này khôn, huynh kia dại cũng là thừa. Cái khôn với dại là cái vọng, phải không? Có gì quan trọng? Nói khôn, nói dại cũng là chịu thừa thôi. Nghĩa là biết nó không thiệt thì cái không dạy có thiệt cái đâu à. Nên nhớ như vậy, từ thân không thiệt, tâm không thiệt thì có chấp cái gì? Thân tâm không chấp, rồi cảnh cũng không chấp luôn. Thì ba cái đó không chấp thì đúng là cái câu mà Ngài thì điều ngữ Ngài nói đối cảnh vô tâm, thấy không? Mà đối cảnh vô tâm thì khỏi hỏi thiền, nó đã nhập thiền rồi, dễ rồi đó. Cái đường đi hết sức là gần, chỉ có ba việc này, thân nè, tâm nè, cảnh nè, ba cái đó mà đừng cho nó dính mắc kẹt gì hết, đó là thiền. Giả sử người làm được vậy, xin phép tôi không ngồi thiền, tôi cho liền. Thấy không? Xin phép không ngồi thiền, tôi cho. Còn chưa được vậy thì xin ngồi thiền cái khác một chút, tăng giờ, chứ đừng có bớt giờ. Đó, đơn giản để thôi. Làm sao mà cả ngày đối với mình, thân mình ai chê ai khen thì cũng không dính à. Rồi bên ngoài có ai lý luận để nói rằng mình là con người dốt nát, con người ngu tối thì cũng không có buồn, không có bực gì hết. Rồi cái gì đẹp đến mắt mình hay là cái gì khen chê đến cái tai mình nữa đó, cũng không có chút bận biểu gì hết. Như vậy thì cả ngày quý vị đi tới lui chơi tự do, tôi không có cần bắt quý vị ngồi thiền. Mà tôi cũng khỏi rầy, cũng mỗi tháng phải thỉnh nguyện gì nữa, còn gì thỉnh nguyện. Tại vì chưa chịu như vậy, buộc lòng, phải không? Những cái làm đó là hình thức buộc lòng thôi, để từ từ. Chứ nếu được như vậy rồi thì thôi, nhà nước mấy, thầy thì cứ làm chuyện của thầy, trò cứ làm chuyện của trò, phải ai bận biểu với ai hết. Phải vô cùng, phải không? Đó, thì cái tu á, phải hiểu cho tường tận như vậy đó. Thì như vậy nói tới thiền, thì đây là cái thiền mà của Ngài Điều Ngự chủ trương á. Cho nên chúng ta mới nhớ rõ ràng Ngài nói đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền á. Nghĩa là đối với cảnh, cảnh trong, cảnh ngoài, mình đều không có dính dáng
thì đó là nhập thiền rồi, đừng hỏi thiền chi nữa. Đây là nói thêm, người tu tập thiền định không được chấp dụng công, dụng mà không chỗ dụng, gọi là thiền thượng thừa. Người tu thiền vậy, đừng có chấp dụng công. Nếu mà đi mà cứ ngồi ngó xuống, đi ngó xuống lom lom á, không cho ai mà đối diện với mình hết. Cứ về ngó xuống thấy ai cái chết, thấy ai cái chết, đánh né hết thì ngó xuống xong á, thì có dụng công hay không? Thì chấp dụng công, mà chấp dụng công thì chưa phải là thực thiền. Cho nên thiền mà không thấy mình tu gì hết, thấy người, thấy vật, thấy cảnh, tâm không có dính cái nào hết thì được rồi. Người thì cứ người, đã không dính mà không chịu thấy thì sao? Phải không? Không chịu thấy là sợ dính. Còn nếu không dính rồi thì có gì không mà sợ không thấy. Bây giờ tôi thí dụ, nếu cái tay mình có keo, có nhựa sẵn, bây giờ để xuống cây diếp thì nó dính cây diếp, để xuống cục phấn thì dính cục phấn, để gì nó dính cái nấy. Còn giờ tay mình không có một chút keo nhựa gì hết thì thấy cái diếp cái chấm xuống trời, thấy cục phấn chấm trời có dính gì đâu, phải không? Còn tại vì có keo có nhựa cho nên mới sợ dính, sợ dính cho nên không dám chấm, phải không? À, thì chừng nào hết keo hết nhựa thì biết gì tha hồ mà chấm. Đó, thì nói như vậy để thấy rằng mình còn dụng công, tức là mình chấp dụng công là mình còn đương dính, phải không? Bởi vậy cho nên nghe Lục Tổ nói rồi quý vị cứ nghĩ sao mà Lục Tổ dạy kỳ. Nghĩa là thấy người ta ngồi thiền, ngày tới ngày nắm đôi tay thì thổi. Như vậy lẽ ra bây giờ mà thấy quý vị nào ngồi thiền ngoài cái giờ công cộng của chúng ra, còn ngồi thêm ở hành lang, ở góc thông rồi đó, thì gặp chắc tôi khen, nó tinh tấn tu. Còn ngài gặp người nắm đôi tay thì thổi, thì như vậy là ngài chọc không cho người ta tu, phải không? Tại vì ngài thấy rằng tâm của mình không dính với cảm, không dính với cảm thì còn gì phải lựa chỗ này ngồi, chỗ kia ngồi, thì đối diện với huynh đệ cứ đối diện. Cho nên rồi trong chúng có nhiều người hay nghĩ thôi hết giờ công tác mình kiếm gốc thông cội tùng gì đó mình ngồi mình cho tâm nó thanh tịnh thì đó hay chứ, phải không? Nhưng mà nếu thực tình 100 người trước mặt mình không dính gì hết đó, thì ở trong một chúng đó mình có thanh tịnh không? Còn nếu mình còn dính đó, ngồi cứ gấp thân mà cứ nhớ bên này hôm qua nói mình cái gì, bên kia hôm kia nói mình cái gì, cứ nhớ trong đó bài có dính không? Thì như vậy cái trọng tâm là đừng dính, chứ không phải trọng tâm mà lựa chỗ, thấy không? Lựa chỗ là cái phần quá phụ thôi, mà nếu mà còn hay dính thì lựa chỗ thì nó cũng kiếm cái dính nè, nó không chịu yên. Hiểu vậy thì phải nhớ, phải làm sao mình gạn lọc cho nội tâm mình nó được trong sáng, thì đó là cái quan trọng. Đó, như vậy thì cái thiền định là không có chấp dụng công, dụng công mà không có chỗ dụng gọi là thiền thượng thừa. Dụng công mà không chỗ dụng tức là không cho tâm nó dính với cái gì hết là dụng công, nhưng mà thấy thì vẫn thấy, nghe vẫn nghe mà không dính đó, thì cái đó là thiền thượng thừa đó. Qua cái phần này rồi, bây giờ tới cái phần phụ sau. Phụ sau cho nên ngoài tham phải đầu đó, nghĩa là ở trên đó nếu mình sử dụng như vậy đó là thiền thượng thừa rồi. Nhưng bây giờ nếu mà mình còn muốn theo cái hình thức để cho nó có một cái phương tiện tiến thì phải nương cái này. Ngoài tham phải đầu không cho gián đoạn, miên mạch liên tục không có kẻ hở, cũng không điên đảo, không trạo cử cũng không hôn trầm, phải
trong sáng, sửa dùng mấy chữ, phải trong sáng như viên ngọc lăng trên mâm. Phải trong sáng như viên ngọc lăng trên mâm. Phải sáng suốt như gương trên đài. Hai cái câu đó, câu trước tôi để nguyên từ nữ chữ Hán, thấy nó sai. Phải trong sáng như viên ngọc lăng trên mâm, phải sáng suốt như gương trên đài. Đến chỗ đất này, đi cũng được, đứng cũng được, ngồi cũng được, nằm cũng được, nói hai nín đều cũng được, có chỗ nào lại không được. Nếu mà tới đó rồi thì đi, đứng, nói, nín, ngồi, nằm, cái gì cũng được hết. Thì chỗ này tôi nói cho quý vị hiểu thêm, theo cái nhìn của Ngài Pháp Loan, ngoài cái lối tu Thượng Thừa Thiền ở trên, mà mình còn muốn cho nó được miên mật, ứng dụng thoại đầu, thì ứng dụng thoại đầu phải có những điều kiện đó. Làm sao mà mình luôn luôn trong sáng như cái viên ngọc mà lăn trên mâm, dầu cho nó lăn mặt nào nó cũng là sáng hết, phải không? Rồi cũng như cái gương ở trên đài, lúc nào nó cũng sáng. Nhìn tới chỗ đó thì tự do đi đứng nằm ngồi. Thì đó là Ngài nói một cái phương tiện thứ hai. Cái đường lối thứ nhất ở trên rồi, bây giờ cái phương tiện thứ hai, cho nên Ngài mới nói ngoài tham phải đầu là vậy. Như vậy thì đây là cái phần phụ. Thì như vậy tới đây tôi có thể dừng chứ không thể giảng hết được. Thì tôi nhắc lại cho tất cả quý vị nhớ cái trọng tâm tu thiền. Nếu mà chúng ta nắm được cái trọng tâm này rồi thì trên đường tu chúng ta sẽ không có cái gì nghi ngờ hết. Người tu thiền trong Kinh Pháp Bảo Đàm, cái phẩm đầu Lục Tổ nói là phẩm Bát Nhã, phải không? Cho nên cái người tu thiền là cái người thông suốt về Bát Nhã. Nhờ trí tuệ Bát Nhã, chúng ta phá được ba cái chấp: chấp tâm, chấp thân và chấp cảnh. Đó. Tâm, thân và cảnh, ba cái đều không chấp. Mà không chấp ba cái đó thì tâm nó mới không có chạy ra, không có dính với ngoại cảnh bên ngoài. Còn nếu còn chấp một cái nào thì đều dính hết. Bởi vậy nên khi mà chúng ta phá được cái chấp đó rồi, kế đó thì chúng ta ứng dụng tu đối cảnh vô tâm. Thì như vậy lúc nào cũng là thiền. Bây giờ chúng ta chưa có phá được, cho nên tôi bắt buộc quý vị phải ngồi niệm giấy lên biết mà hư dối. Đó là phá cái chấp tâm, phải không? Niệm giấy là hư dối, là trước phá cái chấp tâm. Mà nếu phá được cái chấp tâm rồi thì thấy tâm không thiệt, thì mới thấy cái thân cũng là hư dối. Mà thấy thân, thấy tâm, thấy thân hư dối rồi, rồi tiếp tục thấy cảnh hư dối. Chúng ta chưa có thể thực hiện một lượt ba phần, thì đầu tiên chúng ta thực hiện một phần, phần tâm là đi đầu. Thì ở trong đây cũng dạy rõ quán tâm trước, rồi kế quán thân, rồi kế quán cảnh, phải không? Nó thứ tự vậy, để cho quý vị làm nó có kết quả, nó từng bước chắc chắn, chứ không phải mình chỉ bao nhiêu đó thôi. Nhưng mà cái chấp tâm là cái gốc. Nếu cái tâm dấy lên mình đều biết hư dối không theo, thì từ từ mình buông hết những cái chấp khác, nó dễ dàng. Còn nếu mà mình quán thân nó giả dối, mà tâm mình cứ nghĩ nó thiệt, thì cái đó cũng còn cái chấp khá nặng. Vì vậy nên đây đi từ bước, khiến cho quý vị thấy tâm nó không thật. Cho nên chữ vọng tưởng, vọng là hư dối, tưởng là cái tưởng tượng, tất cả cái niệm tưởng đều là hư dối. Hư dối tức là không thật, và không thật tức là không, phải không? Đó. Như vậy là cái bước đầu để quý vị tu nó thuần thục, rồi sẽ tới cái sau.
vì sau này từ ngữ nhiều quá giải thích cũng ca muối, cho nên là tôi nên để rồi bữa khác sẽ giảng thêm. Đã được thế rồi thì sao mới nêu lên những câu ngộ tam quan, tam quyền, tam yếu, ngũ vị, tứ diệu giảng, tứ thân chủ, tứ chiếu dụng, vân vân, các cơ quan của thiền tổ, 7 phen soi, 8 phen dùi, nhồi đi, ép lại, thấu triệt chân nguyên, chừng đó mới hay mượn pháp tòa của Phật Đăng Vương, nắm sừng thở, nhổ lông rùa, tai qua một phen chuyển, bốn chúng thải mịt mờ, phát sanh vô thượng diệu huệ, chiếu soi không cùng. Đối với tứ vô lượng tâm, tứ niệm xứ, tứ vô quý, bát chánh đạo, thập lực của Phật, 18 pháp bất cộng, cho đến 84,000 môn đà la ni, trần trần sát sát, tất cả môn tam muội đều từ nơi mình lưu xuất, mỗi mỗi đều đầy đủ. Đây là một đoạn mà tôi dẫn để cho quý vị thấy cái ý nghĩa của đoạn này, tức là ngài nói về cái khuyên chúng thượng thừa tam học, tức là giới, định và tuệ. Thì ở đây ngài nhắc lại, nếu mà mình đủ được cái thiền định ở trên rồi thì đến đây mình mới đi tới cái tuệ, tức là cái huệ, để cho đầy đủ các cái môn định huệ. Thì phần huệ này ngài dẫn ở trong cái nhà thiền những cái phần mà ở trong cái danh từ nói nghe rất là khó hiểu. Như đây tôi dẫn mấy cái chữ mà cho quý vị thấy: phần tam quyền, tam yếu. Như nói rằng ngộ được những câu ngộ tam quan, tam quyền, tam yếu, ngũ vị, tứ diệu giảng, tứ thân chủ, tứ chiếu dụng, vân vân, các cơ quan của thiền tổ, thì giải thích cho nó rõ ràng để quý vị nhớ. Trong đây có nói rõ rằng nếu mà mình tu ngộ được tam quan, thì chữ tam quan ở đây thì giải thích rằng ba cái cửa hay là ba cái cổng mình bước vào hay là qua cái khỏi đó thì gọi đó là tam quan. Nhưng mà tam quan có mỗi chỗ nói nó hơi khác một chút. Như có chỗ nói tam quan là tổ sư quan, tại vì lao quan, rồi gì nữa, trùng quan, thì cái đó là nói tam quan theo cái chữ nghĩa. Còn ở đây nói tam quan cũng có cái ý mà dẫn theo ở trong các cái thiền sư. Ở này ngài thiền sư Huệ Nam ở Hoàng Long, ngài có dùng tam quan tức là ba cái cổng. Mà ba cái quan của ngài nói, một ấy, là ngài hỏi mọi người ai cũng có sinh duyên, vậy sinh duyên của thượng tọa ở đâu? Đó là cái quan thứ nhất. Hai, tai tôi sao giống như tai Phật? Đó là cái quan thứ hai. Ba là chân tôi sao giống chân lừa? Nghĩa là câu hỏi thứ nhất là mọi người đều có sinh duyên,
sinh duyên tức là cái duyên sinh ra đó. Vậy sinh duyên của Thượng Tọa ở đâu? Ai tới hỏi đạo, ngài đặt câu hỏi đó, ngài hỏi. Rồi cái ngài đưa tay lên, tay tôi sao giống tay Phật. Rồi có khi ngài lại nói, chân tôi sao giống chân lừa. Rồi ba cái câu đó, ai trả lời sao mặt, ngài không có để ý. Trả lời không nói trúng, không nói trật. Thì có nhiều người họ bực mình quá, thưa ngài, ngài hỏi tụi con nói trúng hay là trật, ngài cũng phải cho biết sao ngài làm thinh. Ngài trả lời rằng nếu anh muốn qua cái cổng, mà nếu anh qua khỏi cổng rồi thì anh có cần hỏi người gác cổng không? Còn nếu hỏi người gác cổng là anh chưa qua khỏi cổng. Bởi vậy nên hỏi ngài làm thinh không trả lời. Vì vậy mà sau này tôi gọi là tam quan của ngài Nguyễn Nam đó. Đó là ở đây nói tam quan, rồi tam huyền, tam huyền tam yếu. Thì tam huyền tam yếu này thì của ngài Tâm Tế, ngài thường nói một câu nói phải đủ tam huyền tam yếu. Nhưng mà hỏi thế nào là tam huyền, thế nào là tam yếu thì ngài lại không có trả lời. Thì ngài chỉ nói rằng phải đủ tam huyền tam yếu thôi, chứ không có giải thích thế nào là tam huyền, thế nào là tam yếu. Nếu có giải chăng thì người sao giải, chứ tổ Tâm Tế không có giải. Cho nên nói tam huyền tam yếu, cái điều đó khó mà phân minh lắm. Rồi đến kế nữa là ngũ vị tứ diệu giảng. Ngũ vị ở trong tâm Lâm Tế thì nói khác, ở trong cái tâm Tào Động thì nói khác. Đây nói về ngũ vị trong Tào Động, tức là vị thứ nhất là Chánh Trung Thiên, vị thứ hai là Thiên Trung Chánh. Cái này mình đọc lại chỗ ngài Động Sơn Lương Giới thì thấy trong đó có nói rõ. Rồi Chánh Trung Lai, Thiên Trung Chí, Kim Trung Đáo đó. Thì như vậy đó là ngũ vị. Chánh Trung Thiên là một, Thiên Trung Chánh là hai, Chánh Trung Lai là ba, Thiên Trung Chí là bốn, Kim Trung Đáo là năm. Gọi đó là ngũ vị. Thì ở trong đó tôi không muốn giải thích kỹ vì quý vị chịu khó đọc lại ở trong cái phần của Thiền Sư Lương Giới trong cuốn Thiền Sư Trung Hoa tập 1. Tập 2 thì thầy có rõ cái đó. Ở đây mình giải nhiều quá mất thì giờ. Đó là nói về cái ngũ vị ở bên tâm Tào Động. Còn nói tới cái phần kế nữa là tứ liệu giảng của tâm Lâm Tế. Tứ liệu giảng đó, một là đoạt nhân bất đoạt cảnh, hai là đoạt cảnh bất đoạt nhân, ba là nhân cảnh câu đoạt, bốn là nhân cảnh câu bất đoạt. Đó là tứ liệu giảng, tức là cái giảng yếu hay là chọn lựa bốn điều. Trước hết là đoạt nhân bất đoạt cảnh, nghĩa là mình dẹp người mà không dẹp cảnh. Người ở đây tức là chỉ cho nội tâm, mình tu chỉ một bề hướng về nội tâm mà dẹp. Ví dụ như tất cả quý vị hiện giờ vừa thấy vọng tưởng dấy lên liền buông liền xả, thì cái đó thuộc về đoạt nhân mà bất đoạt cảnh, không có cần dẹp ở ngoài. Phần thứ hai là đoạt cảnh bất đoạt nhân, tức là không có nhìn vô trong mà thấy các pháp ở bên ngoài, thấy người, thấy vật đều biết nó là hư dối, là giả, không có thiệt, thì đó là đoạt cảnh. Mà nếu thấy cảnh ở ngoài nó hư dối thì tâm cũng không chạy theo. Vì vậy mà đây đoạt cảnh mà không có đoạt nhân. Còn cái thứ ba là nhân cảnh câu đoạt, tức là ở trong thì dẹp tâm, ở ngoài thì dẹp cảnh, hai cái phá hết. Đến cái thứ tư thì nhân cảnh câu bất đoạt, tức là
tất cả cái sự tu hành của mình đến đây coi như nó đã được an nhiên tự tại rồi, thì cảnh là cảnh, tâm là tâm, không còn dính, không còn kẹt nữa, cho nên cả hai đều thông đoạn. Đó là bốn cái gọi là tứ diệu giảng. Rồi kế đó là tứ tân chủ. Tới tứ tân chủ ở trong này tâm lâm đế có nói, trong tào động cũng có nói. Đây nói về tâm lâm tế thì ngài nêu lên chữ tăng là khách, chữ chủ là vị thầy vị sư mà để cho người ta tham vấn. Người khách tới tham vấn gọi là tăng, người chủ để người ta tham vấn gọi là chủ. À, cho nên trong đó có chia ra làm bốn: tăng kháng chủ, chủ kháng tăng, chủ kháng chủ, tăng kháng tăng. Tức là tăng kháng chủ là cái người khách xem xét thấy rõ ông chủ, rồi chủ kháng tăng tức là người chủ thấy tường tận được kẻ khách, rồi chủ kháng chủ tức là người chủ nhìn lại thấu suốt ở mình, tăng kháng tăng là cái người khách họ nhìn rõ ràng về họ, thì gọi là tăng kháng tăng. Thì trong đó phần giải thích thì trong các cái cuốn Thiền Sư Trung Hoa, trong đó tôi có giải kỹ, cho nên đây chỉ nói đơn lược thôi. Rồi nói tới tứ chiếu dụng, thì tứ chiếu dụng này cũng là thuộc về tâm lâm tế. Thì chữ chiếu là nói về cái người nhận thức về cái chủ thể gọi là chiếu, còn cái chữ dụng là cái áp dụng ở bên ngoài, thì khách thể, chủ thể, khách thể soi chiếu cho nhau, cho nên gọi là chiếu dụng. Thì trong đó ta chia ra: một là trước chiếu sau dụng, hai là trước dụng sau chiếu, ba là chiếu dụng đồng thời, bốn là chiếu dụng bất đồng thời. Đó, đó là bốn cái gọi là tứ chiếu dụng. Trước chiếu sau dụng, đó là cái thứ nhất. Thứ hai là trước dụng rồi sau chiếu. Thứ ba là chiếu dụng đồng thời. Thứ tư là chiếu dụng bất đồng thời. Thì những cái này mà giải ra thì quá dài, thì tôi chỉ kể tên thôi chứ không có thể kể hết được. Thì phần nhiều ở các nơi giải thích mỗi chỗ nó có sự sai biệt nhau chút ít, cho nên ở đây chỉ kể cái tên, rồi sau này có dịp tra khảo lại thì quý vị thấy rõ hơn. Như vậy thì những cái từ mà ở đây gọi là khó giải thích đó, thì tôi đã tạm giải thích cho quý vị hiểu cái tên, còn cái nghĩa thì tôi không có giải hết. Bởi vì những từ này giải thì nó liên hệ tới cái phần lịch sử trước. Để trong đây mới nói rằng khi mà mình được tứ chiếu dụng rồi, thì các cơ quan cái thiền tổ mình đã nắm vững, thì bảy then soi, tám then dùi, nhồi đi ép lại, thấu triệt chân nguyên. Tức là cái người tu thiền nắm được những cái cơ quan thiền tổ thì mình phải chịu khó xoay cho phủng, dùi cho thấu, và mình xét đến xét lui, đây gọi là nhồi đi ép lại đó, để cho thấu triệt được cái chân nguyên, cái nguồn chân đó. Thì được như vậy chừng đó mới hay mượn pháp tòa của Phật Đăng Vương. À, cái pháp tòa Phật Đăng Vương đây là xuất xứ trong quyển kinh Di Ma Cật quyển thượng về phẩm bất tư nghì. Trong đó có kể ngài Di Ma Cật, cái thất nhỏ quá mà có chư Bồ Tát, có chư A La Hán đến thăm ngài đông, ngài mới đưa tay lên khỏi Phật, Phật Tu Di Đăng Vương ở cái thế giới Tu Di phương đông, ngài xin mượn mấy cái tòa đem về để cho chư Bồ Tát ngồi.
thì một cái tòa của Phật Tu Di Đăng Vương á, để nó gần đầy cả một cái hồ hư không. Vậy mà Ngài mượn tòa trên đó đem về để mời các vị Bồ Tát ngồi trong cái thách nhỏ xíu. Đó là để nói lên cái ý nghĩa khi người tu đạt đến cái chỗ viên mãn cứu kính rồi thì có thể lớn nhỏ dung hợp nhau, không có gì chướng ngại hết. Cho nên nó mượn tòa của Phật Tu Phật Đăng Vương để mà mời các vị Bồ Tát ngồi. Đó là cái ý nghĩa nói cái sự không chướng ngại. Rồi nắm sừng thỏ nhổ lông rùa. Sừng thỏ có không? Lông rùa có không? Những cái không mà có thể biến thành có, những cái có biến thành không, có không đều không có chướng ngại nhau. Cho nên đây là nói khi được cái diệu dụng đó rồi thì tất cả lớn nhỏ có không đều không có chướng ngại. Tai qua một phen chuyển, vốn chúng thải mịt mờ, tức là cái tai của các ngài một phen mà sai chuyển thì mọi người tất cả trong bốn chúng đều không thể hiểu nổi, không thể thấu được cái ý nghĩa thâm trầm của các ngài. Đó là để muốn diễn tả người tu thiền khi mà mình thấu suốt được hết các cái ý nghĩa cao siêu của chư tổ thì lúc đó mình sẽ có cái diệu dụng không có thể lường nổi. Những diệu dụng đó từ một cái hành động, từ một lời nói đều chỉ ra cái chỗ chân thật mà mọi người ít ai hiểu, ít ai thấu suốt. Bởi vậy mới nói pháp sanh vô thượng diệu huệ, chiếu soi không cùng. Lúc đó cái trí huệ vô thượng nó sẽ phát sinh và chừng đó chiếu soi khắp hết, không có gì trở ngại. Đối với tứ vô lượng tâm, tứ niệm xứ, tứ vô quý, bát chánh đạo, thập lực của Phật, 18 pháp bất cộng, cho đến 84,000 môn đà la ni, trần trần sát sát, tất cả môn tam muội đều từ nơi mình lưu sức, mỗi mỗi điều đầy đủ. Nghĩa là nói người mà được như vậy rồi thì tất cả Phật pháp hay là tất cả pháp của Phật dạy mình đều có thể nó được viên mãn hết. Cho nên nói cái gì, làm cái gì đều không ngoài cái pháp của Phật đã dạy. Và tất cả pháp của Phật dạy đều nằm ở trong cái thấy, cái biết, cái trình bày của chính mình, không có ra ngoài. Như vậy thì cái gì của Phật có là mình cũng sẽ có, cái gì mình có tức là Phật đã có. Như vậy thì để nói pháp Phật và cái pháp của người ngộ đạo nói ra không hai. Còn cái từ ngữ thì tôi sẽ giải thích cái tên cho quý vị thấy. Như ở đây nói những cái từ mà mình có thể quen thuộc là tứ vô lượng tâm. Tứ vô lượng tâm quý vị nhớ không? Dễ quá. Từ bi thủy xã. Từ vô lượng tâm, bi vô lượng tâm, thủy vô lượng tâm, xã vô lượng tâm. Nói từ bi thủy xã thì nghe dễ, nhưng mà thêm chữ vô lượng đó thì nó là khó, phải không? Nói người tu có từ bi thủy xã thì chắc là ai cũng có, nhưng mà từ vô lượng, bi vô lượng, thủy vô lượng, xã vô lượng thì khó hay dễ? Bởi vì chúng ta mới tập tu hoặc là tập mà chưa có thuần, cho nên cái từ, cái bi, cái hỷ, cái xả nó chỉ có trong giới hạn, cho nên chưa có trong cái vô lượng. Chừng nào mà từ được vô lượng, bi được vô lượng, hỷ xả được vô lượng hết thì chừng đó ngang với ai rồi? Thì ngang với Bồ Tát rồi, phải không? Cho nên nói
tứ vô lượng tâm là tâm của Bồ Tát, còn chúng ta tập thì nó mới có lượng chứ chưa phải là vô lượng. Cái là tứ vô lượng tâm, rồi tứ gì nữa? Thì tứ vô lượng tâm rồi, rồi bây giờ thấy tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ, quý vị nhớ tứ niệm xứ là cái gì không? Tức là quán thân bất tịnh, quán thọ thị khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. Đó là tứ niệm xứ. Tại sao gọi nó là tứ niệm xứ? Xứ là chỗ, niệm là chuyên nhớ. Bốn chỗ mà mình phải nhớ về cái pháp quán của hàng nhị thừa thì luôn luôn lấy tứ niệm xứ làm thiền, tức là luôn luôn quán cái thân này nó là nhơ nhớp, là bất tịnh, phải không? Như vậy quán thân nhơ nhớp bất tịnh đó là một cái chỗ người tu phải luôn luôn để ý, chuyên tâm ý nhớ thân này là nhơ nhớp bất tịnh. Mà nhớ cái thân bất tịnh đó là nhớ đúng lẽ thật ha, nhớ cách tưởng tượng, nhớ đó là nhớ đúng như lẽ thật. Bởi vì thân con người nó là nhơ nhớp, là bất tịnh, mà chúng ta điên đảo tưởng nó là tịnh ha. Cho nên bắt mình phải nhớ cho đúng lẽ thật, nó nhơ nhớp bất tịnh thì biết là bất tịnh, thấy cho đúng là thật. Mà nếu thân mình nhớ nó là nhơ nhớp bất tịnh thì thấy thân người khác tịnh không? À, nhớ của mình nhớp thì người khác cũng nhớp, thì như vậy thì dứt được cái bệnh luyến ái về thân, thân mình, thân người. Đó là cái quán thứ nhất, cho nên gọi là niệm xứ, cái nghĩ về cái chỗ đó, cái chỗ thân bất tịnh. Cái thứ hai là quán thọ thị khổ. Thọ tức là tất cả cái cảm giác mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý của mình, tất cả cảm giác đều là khổ hết. Nhưng mà trong kinh có chỗ nó cái thọ nó chia ra làm ba: khổ thọ, lạc thọ, không khổ không lạc thọ. Thọ tức là cảm giác đó. Thì cảm giác có khi cảm giác vui, ở khi cảm giác khổ, khi cảm giác không vui không khổ. Thí dụ cái cảm giác của lưỡi, khi mình để một món ăn ngon vô lưỡi thì cảm giác khổ hay vui? Vui. Khi mình để một cái thứ đắng cay quá chừng vô lưỡi thì cảm giác sao? Khổ. Và khi bưng một ly nước lã uống cảm giác sao? Không khổ không vui. Nước lã không nghe, không nghe thích mà cũng nghe không, nghe không thích, nhưng mà khi nào khác thì cũng ngon. Thì như vậy lã ra cảm giác nó có khi khổ khi vui, mà tại sao đây chỉ dạy mình phải quán thọ là khổ, cảm giác là khổ? Bởi vì cái cảm giác dù cho là cái cảm giác lạc tức là vui, nhưng mà mọi cái cảm giác đều là vô thường, qua rồi mất, qua rồi mất. Cái gì bị vô thường chi phối thì gọi là khổ. Tại sao vậy? Cái cảm giác vui thì mình muốn giữ, không giữ đâu, muốn giữ mà nó qua mất tiêu. Còn cái cảm giác khổ thì muốn đi cho nhanh mà nó cứ nhớ hoài. Ví dụ như uống một chén thuốc bắc vừa hôi vừa đắng, uống thì cảm giác lúc đó khổ hay vui? Khổ. Cho nên muốn nhắm mắt nuốt cho mau, hút nuốt cho mau qua, mà rồi qua rồi thì cũng còn nghe cái gì đắng, cho nên chưa có hết. Cho nên cái muốn qua mau thì nó lại còn nhớ lâu, cho nên rồi cũng khổ. Còn cái ngon, cái thích muốn dĩ cho lâu mà nó qua rồi nó mất thì cũng khổ. Cho nên cái gì thuộc vô thường thì cái đó đều là khổ hết. Cho nên tất cả thọ khổ, thọ vui, không khổ, không vui đều Phật kết luận là khổ.
Như vậy thì mọi cảm giác là khổ. Nếu mọi cảm giác là khổ thì mình có thích tìm cảm giác vui, chán cảm giác khổ không? Nếu biết nó khổ thì cái nào cũng như nhau không? Cũng là gốc khổ. Cho nên không có tìm, không có thích thì đó gọi là quán thọ thì khổ. Thì quán tâm vô thường. Tâm vô thường tức là những cái tâm niệm của mình giờ này phút này nó nghĩ khác, giờ khác phút khác nó nghĩ khác, luôn luôn nó chạy, nó nhảy không dừng, giống như con vượn, con khỉ. Bởi vậy cho nên tâm nó là vô thường. Mà tâm vô thường thì mình tin được nó không? Tin không? Như vậy mà có nhiều người nói tâm tôi tốt lắm à. Thấy không? Tâm tôi tốt, có tin được không? Khi gặp cái cảnh tốt thì nó tốt, mà gặp cảnh xấu chưa chắc nó đã tốt. Thí dụ gặp ai khen mình lúc đó mình tốt lắm, mình vui mình. Gặp ai chửi mình thì lúc đó tốt không? À, lúc đó tâm nó sân hận nổi lên liền, làm sao tốt? Thì như vậy tâm mình nó không có cố định là tốt, là xấu, luôn luôn nó diễn biến tùy theo cái duyên cảnh đó mà. Như vậy thì thấy tâm là vô thường. Mà vô thường thì có tin không? Không tin. Bởi vậy cho nên dẹp bỏ nó đi thì có tin nó đó. Còn mấy người họ đời họ không biết, họ cứ nuôi dưỡng cái tâm vô thường mà cho là hay, là quý. Người tu mình biết rồi thì biết đó là tâm vô thường. Mình dùng cái chữ vọng quyển đó để nói nó là vô thường, không có theo nó. Bởi vậy nên trong kinh Phật có dạy, chừng nào chứng A-la-hán thì các ngươi mới nên tin tâm nguyện. Phải không? Còn chưa chứng A-la-hán thì tin không? Vì vậy mà có nhiều người nói tâm tôi kính cỏi lắm, không có sợ. Phải không? Kính cỏi không sợ là ở trường hợp ta yếu hơn mình. Còn nếu người ta mạnh hơn mình thì thua. Cho nên đừng có tin nó. Ai tin tâm mình đó là giống như là tin mấy cái kẻ trộm, kẻ cướp vậy đó, thế nào cũng bị gạt. Cho nên phải luôn luôn quán tâm là vô thường, không có đáng tin. Rồi cái thứ tư là quán pháp vô ngã. Thì tất cả cái pháp nó chia làm hai. Một là cái pháp ở nội tâm, gọi là tâm sở pháp. Hai là cái pháp là ở bên ngoài, gọi là các pháp. Thì như vậy đều là duyên hợp mà có, không có thực thể, cho nên nó là vô ngã. Thì thường quán như vậy thì đó là cái pháp tu thiền của hàng vị thừa, gọi là quán tứ niệm xứ. Như vậy thì từ cái đó, tứ vô lượng tâm, tứ niệm xứ, tứ vô quý, có chỗ khác nó là tứ vô sở quý, rồi bát chánh đạo. Tứ vô sở quý thì quý vị nhớ tứ sở quý là cái gì? Tức là bốn cái điều không có sợ. Hay là bốn điều không sợ. Bốn điều không sợ là điều gì? Ai nhớ không? Cái đó là nói cái vô biết của Phật đó. Thấy không? Thì cái điều đó tôi thấy mình tu thì cần phải biết. Nhưng mà biết đó, nó có cái là cái mình đã có và có cái mình chưa từng có. Thế vậy nên với cái sức người tu thì luôn luôn mình chỉ ở trong cái khả năng giới hạn của mình. Còn cái khả năng mà nó quá là mình thì mình biết mà biết không rõ. Ở đây thì để nó hơi lộn xộn một chút. Đúng ra thì bát chánh đạo rồi mới vô sở quý. Bát chánh đạo là cái pháp của nhị thừa tu, phải không? Mà tứ vô sở quý thì cái đó là của Phật. Thì bây giờ tôi chỉ nói bát chánh đạo cho quý vị nhớ, mà quý vị ở đây chắc thuộc hết rồi, phải không? Có ai quên không? Chánh bát chánh đạo là cái căn bản của Phật pháp. Thường thường quý vị tăng đi thọ giới, người ta hay hỏi 37 phẩm trợ đạo, trong đó có bát chánh đạo, phải không? Bát chánh đạo là gốc. Một là gì? Chánh kiến. Hai là chánh tư duy. Ba là ngữ. Bốn là, năm là
6 là tấn, 7 là niệm, niệm 8 là định. Vì bát chánh đạo nó không có tuệ, cái tuệ nó ở trước chánh kiến lại thuộc về tuệ, còn chánh niệm, chánh định nó thuộc về định. Như vậy bát chánh đạo là cái nền tảng của những cái vị tu vị nhị thừa phải nắm cho thật vững. Đó là con đường đi không thể quên được. Còn như là thập lực của Phật, 18 pháp bất cộng của Phật, cho đến 84.000 Đà La Ni, thì mấy cái này nếu kể thì kể cho biết rồi, chứ còn mình không có dính gì mấy cái này hết. Tại sao vậy? Bởi vì mình chưa được cho nên mình không dính. Bây giờ trước hết tôi kể về thập lực của Phật cho quý vị nghe. Một là biết rõ nhân duyên quả báo trong mọi trường hợp. Hai là biết rõ nghiệp nhân, nghiệp quả của mọi chúng sinh, quá khứ, hiện tại, vị lai. Ba là biết rõ tất cả mọi cấp thiền định cạn sâu hướng đến giải thoát. Bốn là biết rõ căn tính hơn kém và quả báo nặng nhẹ của mọi chúng sanh. Năm là biết rõ những việc thiện ác và các dục vọng khác nhau của mọi chúng sinh. Sáu là biết rõ hoàn cảnh, tình huống khác nhau của mọi chúng sinh. Bảy là biết rõ sự vận hành, các quy luật thiện ác. Tám là biết rõ các đời sống quá khứ. Chín là biết rõ các đời sống vị lai. Mười là biết rõ các lậu hoặc đã dứt sạch. Đó là thập lực của Phật, tức là 10 cái sức mà Phật biết được. Rồi 18 pháp bất cộng của Phật nữa. Thì mấy cái này là chuyện của Phật, nhưng mình nghe để cho biết đại khái thôi. Thì trong kinh Bát Nhã, tức là Đại Phẩm Bát Nhã, có nói 18 pháp bất cộng của Phật. Một là thân không lầm lỗi. Hai là miệng không lầm lỗi. Ba là niệm không lầm lỗi. Đó, ba cái này thì mình nhớ. Thân không lầm lỗi là thân của Phật không lầm lỗi. Miệng không lầm lỗi là miệng của Phật không bao giờ lầm lỗi. Bốn là ý niệm, niệm của Phật không lầm lỗi. Còn ngược lại mình thì sao? Thân lầm lỗi, miệng lầm lỗi, ý niệm lầm lỗi. Bởi vậy cho nên tu thật là lâu mới hết mấy cái này. Rồi bốn là bình đẳng cứu độ tất cả chúng sinh. Năm là tâm luôn ở trong thiền định. Sáu, tâm luôn vắng lặng an tịnh trước mọi cảnh khổ vui. Bảy là tâm mong muốn cứu độ chúng sinh không nhàm chán. Tám, luôn luôn tinh tấn trong cái mục đích độ sinh. Chín là đầy đủ niệm lực. Mười, đầy đủ trí tuệ. 11, đầy đủ giải thoát. 12, đầy đủ giải thoát tri kiến. 13, thân nghiệp luôn sống theo trí tuệ. 14, khẩu nghiệp luôn sống theo trí tuệ. 15, ý nghiệp luôn sống theo trí tuệ. 16, biết rõ các đời sống quá khứ. 17, biết rõ các đời sống vị lai. 18, biết rõ hiện tại để dứt sạch các lậu hoặc. Đó gọi là thập pháp bất cộng. 18 cái điều đó Đức Phật biết, chứ còn chúng ta thì chưa có ai biết được, cho nên nó không có cộng. Cộng tức là không có chung. Đó là thập lực và 18 pháp bất cộng cho đến 84.000 môn Đà La Ni. Môn Đà La Ni là cái gì? Thì trong đây giải thích chữ Đà La Ni. Đà La Ni là chỉ cho cái thành chú 84.000 môn Đà La Ni, tức là môn thành chú, tức là 84.000 cái pháp thành chú. Thì tại sao mà nói Phật được nhiều thành chú như vậy? Bởi vì nói rằng những cái
gì mà Phật đã ngộ, đã chứng, thì những cái điều Phật nói ra hay là Phật làm đều là những cái cứu khổ độ chúng sinh. Cho nên giống như thần chú, nó có diệu dụng làm cho người ta hết khổ. Vì vậy mà nói 84.000 cái môn thần chú Đà La Ni đó. Rồi tam muội tức là chánh định, rồi cho tới những cái danh từ mà ở đây dùng cho chúng ta thấy trần trần sát sát. Trần trần, trần là bụi, sát là cõi, sát đây là cõi nước. Dù cho bao nhiêu hộp bụi, bao nhiêu cõi nước, tất cả môn tam muội đều từ mình lưu xuất mỗi mỗi đầy đủ. Tất cả những cái đó đều do từ cái chỗ giác ngộ của mình mà nó xuất hiện đầy đủ hết, không có thiếu sót một cái gì. Đó là nói ở trên, khi mà chúng ta tu đầy đủ mọi cái diệu dụng rồi thì tất cả cái diệu dụng của Phật có, chúng ta cũng từ từ sẽ có. Huệ đã đầy đủ, ban cho chúng sanh nguyện lực không cùng tận, tự giác giác tha tứ sanh và cửu loại, tất cả đều được thấm nhuần. Nếu huệ mà không định gọi là càn huệ, định mà không huệ gọi là si thiền. Ở đây Ngài dạy chúng ta thấy thiệt rõ rằng nếu chúng ta tu có định rồi phát huệ thì định và huệ hai cái đó nó hỗ tương nhau, chúng ta mới làm được những cái việc lợi ích cho chúng sinh. Nào là ban cho chúng sinh những nguyện lực không cùng tận, nào là mình được giác rồi, giác ngộ trong người, nào là tứ sanh, nào là cửu loại. À, quý vị nhớ tứ sinh chưa? À, tứ sinh là dễ, là thai sinh, là noãn sinh, là thấp sinh, là quá sinh, gọi đó là tứ sinh. Như vậy thì tứ sinh rồi thêm cửu loại nữa. Cửu loại tức là chín loài. Chín loài là gì? Nó cũng ở trong đây. Một là loài sinh bằng trứng, hai là sinh bằng thai, ba là loài sinh từ nơi ẩm thấp, bốn là loài sinh bằng biến hóa, năm là loài sinh có sắc, sáu loài sinh không có sắc, bảy loài sinh có tưởng, tám loài sinh không có tưởng, chín là loài sinh có tưởng mà cũng không phải không có tưởng, tức là phi phi tưởng đó. Thì như vậy gọi là chín loài sinh. Tất cả đều được thấm nhuần. Nếu huệ mà không định gọi là càn huệ. Nếu mình tu mình chỉ dùng cái trí tuệ quán chiếu mà tâm không an định thì gọi đó là càn huệ, là cái huệ khô. Còn nếu định, thiền định yên lặng mà không có trí huệ thì gọi nó là si thiền, tức là tu thiền mà không có sáng suốt. Thiền có chia ra làm năm: phàm phu thiền, ngoại đạo thiền, rồi tiểu thừa thiền, đại thừa thiền, thượng thừa thiền. Thì đây là nói theo cái nhận định của Ngài Tông Mật. Ngài Tông Mật này chia ra có năm cái loại thiền. Thì cái chỗ này tôi đã từng giảng ở trong cái cuốn Nguồn Thiền. Bây giờ nhắc lại: phàm phu thiền, thì nếu mình tu thiền định theo trong nhà Phật mà mình tu từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, trong bốn cái thiền này tuy chính được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền mà cũng gọi là phàm phu thiền. Tại sao vậy? Vì bốn cái thiền này chỉ sanh từ cõi trời sắc giới trở xuống phần phần gian này hay thế gian thôi, chứ chưa có giải thoát, cho nên gọi đó là phần phu thiền. Còn ngoại đạo thiền là thiền cái gì? Tức là cái lối tu thiền mà có hai trường hợp. Một trường hợp là tu để cầu thành thông, được cái thành thông này, thành thông nọ thì cũng thuộc vào ngoại đạo thiền. Hai là tu
mà không có hướng về nội tâm, lại hướng về bên ngoài để cầu cái sức trợ lực của bên ngoài, thì đó cũng thuộc là ngoại đạo. Cho nên trong nhà thiền, định nghĩa ngoại đạo thiền cách đơn giản là ngoài tâm cầu đạo, gọi đó là ngoại đạo. Tức tu thiền mà không hướng vào nội tâm để cho nó an định, mà lại mong cái gì bên ngoài giúp cho mình, hoặc là điện về, hoặc là cái sức nào đó để mình trợ lực cho mình, thì đó đều là ngoại đạo hết. Thì như vậy, ngoại đạo thiền nói cho dễ hiểu có hai. Một là do cái sức ở bên ngoài trợ lực để cho mình được cái thần thông diệu dụng, thì đó gọi là ngoại đạo thiền. Hai nữa là ngồi tu mà mong cầu những cái gì ở bên ngoài đến với mình, hiện với mình, thì đó cũng thuộc về ngoại đạo thiền. Rồi năm là đại thừa thiền. Thiền đại thừa như chúng ta đọc trong cái cuốn Trung Quán, cái lối tu thiền của Ngài Huệ Tư dạy cho Ngài Trí Giả Đại Sư, cái loại quán không giả trung đó, thì cái đó thuộc về thiền đại thừa. Cái thứ năm là thiền thượng thừa. Thiền thượng thừa tức là tối thượng thừa thiền, là thiền của thiền tâm. Thì như vậy thiền có năm loại. Đây nói thiền chính là thượng thừa thiền vậy. Thiền này từ Đức Phật Tỳ Lô Giác Na trải qua số kiếp bất khả thuyết, bất khả thuyết, đến Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đức Thích Ca truyền xuống cho 28 vị tổ ở Ấn Độ và 6 vị tổ ở Trung Hoa. Rồi tổ tổ trao tay cho nhau, truyền bá khắp nơi, tính không thể hết được. Các vị đều do giới này, định này, huệ này mà được chứng ngộ, thật không có pháp nào khác. Vì Phật Tỳ Lô Giác Na tức là chỉ cho Phật Pháp Thân, và Phật Pháp Thân đó là Phật sẵn có của tất cả chúng sinh, chứ không phải riêng gì một Đức Phật nào. Nói rằng Đức Phật Tỳ Lô Giác Na trải qua số kiếp bất khả thuyết, bất khả thuyết, đến Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, thì đó là cái lối nói cho thiệt ra từ Phật Pháp Thân đã có sẵn từ vô số kiếp, mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Ngài đã phát hiện được và Ngài sống được, rồi Ngài chỉ dạy lại cho 28 vị tổ ở Ấn Độ, 6 vị tổ ở Trung Hoa, được trao lần cho tới sau này. Nên tất cả người ngộ được, chứng được thì đều có cái đường lối chung như vậy hết. Đây nè, răng này, các chú đã vào trong chùa làm ông đạo, làm học trò. Đây tôi thêm nữa là các cô, chứ nó các chú không thì nghe nó hình lệch quá. Các chú và các cô, quý vị đã vào trong chùa làm người tu, làm học trò, chỉ cầu danh dự mà chẳng chịu tham đến chỗ cái gì là chỗ hạ thủ của Phật tổ. Mình không chịu tham trước cho cùng tổ, coi cái chỗ nào mà chỗ Phật đã ngộ, tổ đã ngộ, tìm cho tặng cho tộc cái chỗ đó. Cái gì là chỗ dụng tâm của ngoại đạo tiểu thừa thì mình phải biết rõ cái tiểu thừa tu thế nào, ngoại đạo tu ra sao. Luôn để cho ngày lại tháng qua lăn xăng tìm cầu với ngoài, một phen cái chết đến rồi phải làm sao, đâu là nơi an thân lập mạng. Vả lại 3000 quay nghi, 80 tế hạnh, chính mình không có một mảy may. Một hôm nào đó vua Diêm La đến ác không thể tha cho ngươi. Ngươi sao chẳng chịu xét lại, chớ lấy các việc trong mộng rồi bác không nhân quả, mênh mang bác ngát chiêu ưu quả. Như thế chẳng những làm đồi bại tâm môn, mà cũng khiến suy tàn chánh pháp. Ôi tôi còn biết nói gì hơn. Tức là lời khuyên, lời nhắc của Ngài. Mình đã là người tu ở trong đạo rồi,
thì mình phải tìm trong tận cội nguồn chỗ mà chư tổ đã ngộ, Đức Phật đã giải thoát hay đã giác ngộ, tìm trong tận chỗ đó. Rồi mình phải thấy rõ chỗ nào là chỗ tu của ngoại đạo, chỗ nào là cái chỗ thực hành của tiểu thừa. Rồi mình cố gắng mình tu cho được vững, làm sao nơi mình có đủ đầy đủ 3000 quay nghi 8 môn tế hạnh, thì như vậy thì mình mới có thể thoát khỏi cái con quỷ vô thường nó dẫn xuống vua Diêm La đó, mới thoát khỏi nó. Còn nếu không thì mình cứ lấy chuyện tạm bợ rồi nói không nhân quả, nói này nói nọ, để rồi mình tự chuốc lấy quả, làm cho Phật pháp suy vi, đó là cái lỗi lớn của chính mình. Ở đây nói về 3000 quan nghi 8 muôn tế hạnh, đó là để cho tất cả quý vị nghe. Ở đây tôi kể thôi, kể chứ còn thiệt ra thì mình tính cái này nghe nó sao mới nó nhiều quá. Nói tới 2-3000 quay nghi 8 muôn tế hạnh thì đó là căn cứ vào 250 giới của tỳ kheo. 250 giới rồi phối hợp với 4 quay nghi đi đứng nằm ngồi thì được nhiêu rồi, 1000 quay nghi à. Rồi lại kết hợp với 3 đời quá khứ hiện tại vị lai thì thành bao nhiêu, thành được 83000 quay nghi. Đồng thời phối hợp với 7 chi của thân và khẩu là sát đạo dâm lưỡng thiệt ác khẩu vọng ngôn ý ngữ, thành ra 21000. Rồi phối hợp với 4 thứ phiền não tham sân si và đẳng phần, như vậy thành 81000. Nghe nó nhiều quá đau cái đầu, cho nên là tôi chỉ kể tên thôi chứ còn không có nói rõ, bởi vì những cái này là con số tượng trưng thôi chứ không có cái lẽ thịt. Đó là nói cho quý vị hiểu đại khái về cái ý của bài này. Thì qua cái bài này, tổ Pháp Loa muốn cho tất cả chúng ta tu thì phải đủ 3 môn giới định tuệ, phải không? Chúng ta phải đủ 3 môn giới định tuệ, mà nếu giới định tuệ viên mãn rồi thì chúng ta mới có thể thành công trên con đường tu giác ngộ giải thoát. Và nếu trong 3 cái đó mà thiếu, mà không đủ một môn thì khó mà được giải thoát. Như trên đây dùng danh từ nhiều quá cho nên thôi chỉ nói đơn giản thôi, chứ phải thích hết thì cũng mất giờ nhiều. Bây giờ tiếp vào cái bài kế.